Ok, hôm nay mình sẽ làm clip là giữa solo giữa Long Thần Sấm với lại Dù Băng Slam ha. Thì theo mình coi phim thì là Long Thần Sấm sẽ thắng Dù Băng Slam. Bây giờ mình thử nó có làm giống như trong phim không nha. Chứ lần trước thì Cánh Chim Bảo Tố solo với lại Khi Vàng Hộ Thân thì Cánh Chim Bảo Tố lại thua, khá là buồn. Dù Băng Slam thì quay bên phải nè. Còn Long Thần Sấm thì quay bên trái. Ok. Cho Dù Băng Slam ra trước đi ha, đấu 3 trận thôi. Xuất chưa? Xuất chưa? Hai con quay dừng cùng một lúc mọi người à, nên chúng ta đấu lại đi. Xuất chưa? Thôi để cái con Dù Băng Slam mới chiếm vị trí trung tâm vậy là không ổn đâu. Vì vẫn thua quá. Rồi quốc đi quốc đi quốc đi quốc đi. Rồi rồi đó. Ok, Long Thần Sấm thắng nha mọi người. Diễn tiếp theo mình cho Long Thần Sấm ra trước đi. Xuất chiêu. Xuất chiêu. Ok, Long Thần Sấm vẫn thắng nha mọi người. Nốt ván cuối, Dù Băng ra trước đi. Nốt ván cuối. Xuất chưa? Xuất chưa? Vẫn để Dù Băng Slam chiếm vị trí trung tâm à? Rồi rồi chuẩn bị qua chạm mà chuẩn bị nè. Chuẩn bị nha. Rồi rồi, quốc nào quốc nào quốc nào quốc đi. Ok. Dù Long Thần Sấm thắng tuyệt đối 3-0 Dù Băng Sơn La nha mọi người. Ok nha.